Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 17 tháng 4 năm 2024. Trong video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chạy xe toàn tuyến dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ với tổng chiều dài 23 km, có điểm đầu tại đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2 thuộc địa phận của phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long và kết thúc tại vị trí điểm cuối thuộc địa phận của xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ có một nút giao duy nhất, đó là nút giao đường tỉnh 908. Không biết là toàn tuyến dự án hôm nay như thế nào, có lắp trạm thu phí hay chưa. Rồi hiện tại thì lần trước thì mình đi là có một số đoạn thì các đơn vị thi công đang hoàn thiện các tuyến đường gom, đường dân sinh, thì không biết là hôm nay có xong 100% hay chưa. Bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo chân mình khám phá toàn tuyến dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ sau gần 4 tháng thông xe với mình nhé. Hiện tại thì mình đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 80 hướng từ thành phố Vĩnh Long đi nhập làng vào tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, thì khi mà mình vừa qua dạ cầu của Mỹ Thuận 2 thì bắt đầu là mình sẽ rẽ trái. Đây là cái hướng nhập làng đi lên cao tốc đây ạ. Đây là cái nhánh phía bên quốc lộ 80 vào. Tốc độ cho phép chạy tối đa trên cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ là 90 km/h, nhưng mà gần đây trên dự án cao tốc này có một số đoạn các đơn vị thi công đang hoàn thiện các tuyến đường gom, đường dân sinh, nên một số đoạn thì các đơn vị thi công cấm bản tốc độ tối đa chỉ có 40 thôi, nên là các anh em tài xế cũng có rất là nhiều cái bỡ ngỡ vì cao tốc mà sao mà cho chạy có 40, thua ở ngoài quốc lộ 1A nữa, nên là nhiều khi quý vị khán giả ở chỗ khác tới thì không biết là vì sao. Thì hôm nay thì mình sẽ lý giải, tại vì có một số đoạn các đơn vị thi công đang hoàn thiện các đường gom, đường dân sinh, rồi thi công những cái cây cầu, rồi những cái cống trong cái tuyến cao tốc đấy ạ. Nên là một số đoạn thì các đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để mà hoàn thành 100% tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này. Và tính đến thời điểm hôm nay là gần 4 tháng thông xe rồi, thì dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ chưa thu phí ha, nên là các anh em tài xế cũng như là các cô chú anh chị vẫn còn chạy được miễn phí trên tuyến cao tốc này, thì không biết là khi nào mới thu phí, nên là khi nào mà có những cái thông tin nào mới nhất thì mình sẽ cập nhật chi tiết ở những video sau cho cả nhà mình được biết ha. Rồi thì bây giờ mình đã đi tới cái đoạn mà các đơn vị thi công cấm bản tốc độ 60 nè. Rồi chạy một tí nữa thôi thì mình sẽ thấy biển tốc độ là 40 rồi. Phía bên phải màn hình quý vị và các bạn đang thấy là các đơn vị thi công đang tiến hành cấp phối đá dăm thi công cái đường dân sinh hai bên. Máy móc thiết bị thì các đơn vị thi công cũng tập kết rất là nhiều ở đây. Xe cuốc cần cẩu, rồi xe ben, rồi những cái chiếc xe lưu cũng tập kết rất là nhiều. Gần đây thì trên các hội nhóm của các anh em tài xế ở miền Tây, Vĩnh Long và Cần Thơ chia sẻ rất là nhiều thông tin về dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, về tốc độ 40 trên tuyến cao tốc gây rất là nhiều cản trở về thời gian di chuyển, cũng như là cao tốc mà chạy rất là chậm thì nhiều khi cũng dễ xảy ra những cái tình trạng ùn tắc giao thông, rồi tai nạn giao thông nữa, là nhiều khi các anh em tài xế của mình hết sức cẩn thận lưu ý. Vì cao tốc chưa có xong hoặc 100%, một số đoạn thì có cấm bản như vậy, quý vị khán giả nên tuân thủ cái tốc độ đó, vì xe phục vụ thi công, xe công vụ làm cao tốc thì ga vô thường xuyên thi công cái đường gom, đường dân sinh, chở các đá, vật tư, xi măng rồi tất cả mọi thứ vào để mà phục vụ thi công cho cái đường gom này, nên là nhiều khi quý vị khán giả mà chạy tốc độ cao 80-90, nhiều khi những cái xe công vụ ga vào, quý vị khán giả mà thắng không kịp thì rất là dễ xảy ra những cái tai nạn giao thông ạ. Bây giờ thì mình đã di chuyển tới biển báo ghi tốc độ 40 rồi. Thì qua cái biển này là mình chỉ bò thôi, không có dám chạy nhanh luôn. Quý vị khán giả thấy mình đang chạy rất là nhanh đó, do là video của mình mình quay mình xả ra, mình xả gấp đôi, nên là nhiều khi thấy chạy hơi nhanh tí, nhưng mà tốc độ chỉ có 40 thôi à. Còn phía sau của mình là hiện tại là xe ô tô, rồi xe tải, xe khách đang ùn tắc một đoạn rất là dài phía sau mình luôn, tại vì các anh em tài xế ở xa lại hoặc là chưa có biết như thế nào đó, nên là anh em tài xế mình chạy rất là chậm, là nhiều khi cũng xảy ra nhiều cái trường hợp ùn tắc giao thông nữa à. Là quý vị khán giả mình hết sức cẩn thận qua cái đoạn này thì chạy từ từ thôi ha, tuân thủ chính xác cái tốc độ cho phép trên
tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này để mà đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho người thân, cũng như là các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Ở vị trí điểm cuối cầu Chà Và như thế nào, có xong 100% hay chưa, cũng như ở cuối video thì mình sẽ quay qua cầu Cần Thơ luôn để mà quý vị khán giả thấy được vẻ đẹp của cầu Cần Thơ vào ngày 17 tháng 4 năm 2024. Vậy thì toàn tuyến dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ hôm nay có gì thay đổi? Bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo chân mình chạy hết cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ nhé.